Trời hôm nay buổi sáng mới mưa sớm xong và ánh nắng mặt trời đã lên các bạn. Anh em nhà sàn chúc các bạn một buổi sáng đầy năng lượng vui vẻ. Mưa xong và nắng đi ngắm những cục đá năng lượng các bạn. Vẫn còn nguyên những giọt nước ở trên những viên đá. Đây là một viên hồng trắng. Các bạn thấy đá tự nhiên có một vết hồng nằm giữa như thế này và vết trắng là đá chưa xử lý tự nhiên. Đá tự nhiên có những vết phèn hồng trắng. Đây các bạn, rất đẹp. Viên thanh màu trắng. Viên này là viên màu hồng. Anh em mới đánh một xíu lượng ra cắt chân. Chơi đá giúp con người thanh cao và sang trọng, làm cho tâm hồn mình vui vẻ và tĩnh lặng. Các cụ bảo là giàu thì chơi vàng, mà sang thì chơi đá các bạn. Sang thì chơi đá từ ngàn xưa. Con người mình đã gắn bó với đá đầu tiên ở trong những hang động đá, để đá che chở, giữ ấm, nắng thì mát, nóng thì mát, mùa lạnh thì ấm. Và đá có nhiệm vụ điều hòa không khí. Đá phong thủy vừa giúp cho cân bằng năng lượng ngôi nhà mình, cân bằng năng lượng vui vẻ, vui tươi, vừa có thể theo khoa học, có thể khử các tia ác xạ. Khử các tia ác xạ bởi các thiết bị điện tử, máy tính và TV. Thời buổi này khá nhiều các thiết bị điện tử nên sinh ra các sóng làm ảnh hưởng đến đầu óc cơ thể con người mình. Cảm thấy đầu óc các bạn cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi để một cục đá trong nhà sẽ có thể giảm bớt đi. Đá thanh nếu các bạn search trên mạng vào những trang uy tín như Ukili thì đá thanh có tính áp điện. Đây là khoa học, các nhà khoa học đã chứng minh là đá thanh có áp điện. Buổi sáng sớm các bạn thấy một con ốc sên đang bò trên cục đá của anh em nhà sàn Tây Nguyên. Một cục đá thành trắng các bạn này. Video tàn mạt cũng khá dài, ánh sáng vừa xuyên qua vừa tới. Anh em chúc các bạn một buổi sáng đầy năng lượng vui vẻ. Anh em nhà sàn xin chào và hẹn gặp lại.